Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức quốc tế trên kênh YouTube Phi truyền hình Thông tấn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin quốc tế hấp dẫn nhất để gửi tới quý vị khán giả. Thưa quý vị, vừa qua tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, hiện tổ chức không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tại một hội nghị trực tuyến mới đây. Ngoài những quốc gia đã thực hiện theo hiệp ước NATO từ nhiều năm trước, hiện nay chúng tôi không có kế hoạch triển khai thêm vũ khí hạt nhân ở các nước thành viên khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố. Tuyên bố của ông Jens Stoltenberg đưa ra sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng nước này sẽ cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ quốc gia nếu NATO đưa vũ khí hạt nhân tới Ba Lan. Vũ khí hạt nhân của Nga sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi đối phó với tình huống này. NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc triển khai trên lãnh thổ Belarus, ông Lukashenko nói. Nhà lãnh đạo Belarus không nói rõ về loại vũ khí mà Belarus sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng ông Lukashenko cho biết, Belarus đã cẩn thận bảo quản cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết có từ thời Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các nước phương Tây cáo buộc Nga vẫn giữ tên lửa liên lục địa chiến lược Topol cùng hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, Nga và Belarus bác bỏ những cáo buộc này. Phát biểu trong buổi tiếp đại sứ các nước đến trình quốc thư tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga kiên quyết thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng NATO không có thêm bất kỳ hành động nào tiến tới gần biên giới phía đông hay triển khai vũ khí đe dọa gần lãnh thổ của Nga. Theo ông, điều này cần phải có sự bảo đảm về mặt pháp lý thay vì các cam kết bằng lời nói như hiện nay. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ thực hiện các bước đi nhằm bảo đảm biên giới quốc gia nhưng sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với phương Tây. Cảnh báo của cựu chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Putin nói rằng sự xuất hiện của các loại vũ khí tiên tiến gần biên giới Nga là một vấn đề nghiêm trọng. Một thượng nghị sĩ cấp cao của Nga khuyến cáo, Ukraine và phương Tây cân nhắc cách Moscow sẽ phản ứng sau những tiết lộ rằng các hệ thống tên lửa tấn công có thể xuất hiện ở Ukraine gần biên giới của Nga. Theo thông tin, thượng nghị sĩ Alexei Puskov, người trước đây từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, nói rằng Moscow sẽ phải hành động để đáp trả. Ông viết, sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa tấn công ở Ukraine sẽ buộc Nga phải phản ứng. Tôi tin rằng Kiev, Brussels và Washington nên xem xét cảnh báo này một cách thật nghiêm túc. Cảnh báo của ông Puskov được đưa ra để hưởng ứng bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn đàn đầu tư mang tên nước Nga kêu gọi diễn ra vào hôm 30 tháng 11. Khi đó, nhà lãnh đạo Nga nói rằng sự xuất hiện của các loại vũ khí tiên tiến cầm biên giới là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi nên làm gì? Chúng tôi sẽ phải tạo ra một thứ gì đó giống như vậy để chống lại những kẻ đe dọa chúng ta theo cách này. Và chúng tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ, ông Putin nói. Đồng thời lưu ý rằng, Nga hiện đã phát triển vũ khí siêu thanh. Tạo ra loại mối đe dọa này là một lần danh đỏ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ không đến như vậy. Tôi hy vọng rằng tinh thần trách nhiệm và ý thức chung đối với các quốc gia của chúng ta và cộng đồng thế giới sẽ chiếm ưu thế, ông kết luận. Phát biểu của ông Putin được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh có những tuyên bố rằng Moscow đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự chống Kyiv. Điện Kremlin đã kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thúc giục Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine và cảnh báo nếu Nga xâm chiếm Ukraine sẽ bị chế tải mạnh hơn bao giờ hết. Phản ứng lại, Điện Kremlin cùng ngày tuyên bố Nga không thể xuống thang căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine vì sự tập trung đông đảo của binh sĩ Ukraine gần biên giới của Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine đã triển khai phân nửa quân đội tức là 125.000 binh sĩ từ Donbass, khu vực xung đột ở miền đông Ukraine, nơi quân đội chính phủ đã chiến đấu với lực lượng ly khai được Nga ủng hộ từ năm 2014 tới nay. Cục An ninh Liên bang Nga FSB cho biết đã bắt 3 nhân viên tình báo Ukraine, hai người đang thu thập thông tin về các mục tiêu chiến lược, người còn lại chuẩn bị thực hiện vụ tấn công khủng bố. Giữa lúc NATO và Ukraine cáo buộc quân đội Nga tập trung ở biên giới Ukraine, gây nên quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Cục An ninh Liên bang Nga SSB hôm thứ Năm mùng 2 tháng 12 tuyên bố mới đây, họ đã bắt giữ ba nhân viên tình báo Ukraine. Một trong số họ bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom ở Nga. Hai người còn lại bị nghi ngờ thu thập thông tin tình báo về các địa điểm chiến lược của Nga. FSB tuyên bố họ đã chấn áp thành công hành động của các nhân viên đặc biệt Ukraine. FSB chỉ ra rằng các thông tin tình báo trước đó cho thấy cơ quan tình báo quân đội Ukraine đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công khủng bố ở Nga. Những người bị bắt gồm Jinovi Kovin, một sĩ quan tình báo của Cục An ninh Quốc gia Ukraine SBU, và con trai là Igor. Họ thừa nhận đã nhận 10.000 đô la làm kinh phí hoạt động và sang Nga thông qua việc chụp ảnh và quay video để thu thập thông tin về các công ty có ý nghĩa chiến lược và cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng của Nga. Người còn lại là Alexander Tislik, một sĩ quan tình báo thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine anh ta nhận chỉ thị từ một sĩ quan tình báo Ukraine cấp cao để kích nổ hai thiết bị nổ tự chế chứa 1,5 kg thuốc nổ tại một địa điểm đặc biệt để gây nên một cuộc tấn công. Alexander Tislik đã bị bắt trên đường tới hiện trường, nhưng FSB không thông báo địa điểm và thời gian xảy ra vụ tấn công. Trung tâm quan hệ công chúng của FSB cho biết, hai đặc vụ của cơ quan an ninh quốc gia Ukraine đã bị bắt giữ. Jinovikovin, một sĩ quan tình báo của Cục An ninh Quốc gia Ukraine, SBU, sinh năm 1974 và con trai là Igor sinh năm 1999. Họ đã đến Nga để thu thập thông tin, chụp ảnh và quay video về các công ty có ý nghĩa chiến lược và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải quan trọng về mặt chiến lược. FSB tuyên bố đã được tìm thấy trong chiếc ô tô mà hai cha con bị bắt giam, súng ngắn, vũ khí tự động và các thiết bị bảo vệ cá nhân mà chúng đã được đưa đi kiểm tra. Cả hai khai nhận rằng họ được đại tá của cơ quan an ninh quốc gia Ukraine, tên là Vasily Vasilevich Kovalik, tuyển dụng ở vùng Tenopin. Họ được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các mục tiêu chiến lược và được trả thù lao là 10.000 đô la. FSB giải thích rằng, vụ tấn công khủng bố mà Alexander Tislik dự định thực hiện được lên kế hoạch bằng cách cho nổ hai thiết bị nổ tự chế với tổng lượng tương đương 1,5 kg thuốc nổ TNT. FSB cho biết, để chuyển thiết bị nổ này tới Nga, người này đã cùng Trung tá Kililovs và hai sĩ quan tình báo quân đội Ukraine khác vượt biên trái phép vào Nga khi anh ta nhập cảnh vào Nga lần thứ hai với một vũ khí sát thương, anh ta đã bị bắt trên đường đến hiện trường vụ án. FSB cho biết, địa viên thứ ba là Alexander Tislik, thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, có kế hoạch làm nổ tung anten của trung tâm phát thanh thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, đài phát thanh và truyền hình Krum. Trung tâm, một nhà máy điện tu bin khí và một kho nhiên liệu. FSB cũng cho biết, điệp viên bị bắt vào hồi tháng 7 năm 2021 là Sheriff Svidenko, một sĩ quan cấp cao của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đã bị Nga kết án 6 năm rưỡi tù giam. Theo giới truyền thông, FSB không tiết lộ thời gian và địa điểm bắt giữ ba nhân viên tình báo Ukraine. Hiện tại các cuộc điều tra hình sự đối với ba người này đã được bắt đầu và các hoạt động tìm kiếm điều tra đang trong quá trình tiến hành. Thưa quý vị, tình hình giữa Nga và NATO ngày càng căng thẳng không kém gì giữa Nga và Ukraine. Từng hành động quân sự của các bên đều thận trọng để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn giữa các nước đi đầu về vũ khí hạt nhân. Xin mời quý vị đăng ký kênh youtube Vnews truyền hình thông tấn để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn về sự việc. Cảm ơn và hẹn gặp lại!